Bản tin mới nhất về dịch COVID-19 sáng ngày 16 tháng 1, xin kính mời quý vị và các bạn đến với tin tức nóng nhất sau đây. Tin nóng, Việt Nam ghi nhận thêm 139 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong 35.480 ca. Căng thẳng, số ca F0 nguy kịch Hải Phòng tăng nhanh, ghi nhận thêm 3 ca tử vong. Cảnh báo, Hải Dương ghi nhận 309 ca nhiễm COVID-19 phát sinh ổ dịch tại trại giam Kim Chi. Chuyên gia nhận định, yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải xét nghiệm COVID-19 là lãng phí, không đúng quy định. Nguy hiểm, Trung Quốc bùng phát làn sóng Omicron lây lan chưa rõ nguồn gốc. Nhật Bản vượt ngưỡng 25.000 ca mắc COVID-19 trong một ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng, Việt Nam ghi nhận thêm 139 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 35.480 ca. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế cho biết tối 15 tháng 1, cả nước ghi nhận 139 ca tử vong do COVID-19. Tại thành phố Hồ Chí Minh 16, trong đó có 5 ca từ các tỉnh chuyển đến, Gia Lai 1, Long An 2, Đồng Nai 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1. Các tỉnh, thành phố khác, Hà Nội 18, Bà Rịa Vũng Tàu 12, Cần Thơ 12, Tiền Giang 10, Kiên Giang 10, Sóc Trăng 8, Vĩnh Long 8, Tây Ninh 6, An Giang 6, Bến Tre 6, Long An 4, Cà Mau 4, Trà Vinh 3, Khánh Hòa 3, Bình Dương 2, Hậu Giang 2, Bạc Liêu 2, Bình Định 1, Đồng Nai 1, Bắc Giang 1, Đắk Lắk 1, Đắk Nông 1, Bình Phước 1 và Bình Thuận 1 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 195 ca. Tỷ lệ số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay 35.480 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26 trên 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, ghi nhận 16.378 ca nhiễm mới, trong đó 73 ca nhập cảnh, 16.305 ca ghi nhận trong nước, tăng 279 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh, thành phố, có 12.695 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam có 2.007.862 ca nhiễm, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 20.347 ca nhiễm. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 51.744 ca. Với 51.744 ca khỏi bệnh trong ngày 15 tháng 1, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh lên đến 1.717.964 ca. Đây là lần thứ hai trong một tuần qua, số bệnh nhân COVID-19 khỏi trong một ngày vượt mốc số 50.000. Có thể nói trong thời gian qua, Bộ Y tế có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng điều trị người bệnh COVID-19 như liên tục cập nhật các phiên bản điều trị, đưa vào sử dụng nhiều thuốc mới, thuốc kháng thể đơn dòng, kháng thể kép, thuốc kháng virus. Trong phác đồ điều trị, lập các trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, đưa chuyên gia, bác sĩ tuyến trên về tuyến dưới hỗ trợ công tác điều trị. Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu trong phân tầng điều trị cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tầng để không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên khi chưa cần thiết, nhưng cũng tránh tình trạng chủ quan khiến bệnh nhân chuyển đến tầng 3 muộn. Các cơ sở thu dung điều trị phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện, đánh giá mức độ lâm sàng, tiến triển của bệnh để phân luồng vào các khoa, buồng bệnh phù hợp, thuận tiện cho theo dõi, chăm sóc, điều trị. Bộ Y tế liên tục yêu cầu các địa phương đẩy mạnh thực hiện chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ, ra soát tổ chức tiêm vét, tiêm tại nhà vaccine phòng COVID-19. Các trường hợp chưa tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, chưa tiêm đủ liều, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền, hạn chế, khó khăn về đi lại. Số bệnh nhân đang điều trị 5.750 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.057 ca, thở oxy dòng cao HFNC 829 ca, thở máy không xâm lấn 134 ca, thở máy xâm lấn 710 ca, ECMO là 20 ca. Chương trình sẽ được tiếp tục với tin căng thẳng. Số ca F0 nguy kịch tại Hải Phòng tăng nhanh, ghi nhận thêm 3 ca tử vong. Thưa quý vị, tối 15 tháng 1, toàn thành phố Hải Phòng ghi nhận thêm 841 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc 19.006 ca.
Trong số ca mắc mới hôm nay, 755 trường hợp phát hiện qua tự đi làm xét nghiệm, 59 trường hợp F1, 9 trường hợp sàng lọc tại công ty thuộc các khu công nghiệp của Dương Kinh, An Dương, Thủy Nguyên, 14 trường hợp test nhanh dương tính, còn lại là ca bệnh nghi ngờ. Cùng ngày, Hải Phòng ghi nhận số ca nguy kịch tăng với 105 ca, trong đó 14 ca thở máy xâm lấn, 14 ca thở HFNC, thở mắc 71 ca và 3 ca tử vong do COVID-19. Về số ca hồi phục xuất viện, tính đến thời điểm này, ngành y tế Hà Nội, Hải Phòng công bố khỏi bệnh 11.067 ca. Trong đó, ngày 15 tháng 1, 743 F0 khỏi bệnh, riêng quận Ngô Quyền chiếm 551 ca. Theo đánh giá cấp độ dịch của thành phố, quận Ngô Quyền đang ở cấp độ 3, nguy cơ cao. Tuy nhiên, toàn quận có 7 trên 12 phường vẫn nằm ở cấp độ dịch cấp 4, nguy cơ rất cao, gồm Máy Tơ, Cầu Tre, Đông Khê, Cầu Đất, Đằng Giang, Lạch Tray và Đồng Quốc Bình. 5 phường đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ 3, nguy cơ cao, Máy Trai, Vạn Mỹ, Lạc Viên, Gia Viên và Lê Lợi. Để thích ứng an toàn với dịch bệnh, quận chỉ đạo các phường đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi bổ sung cho người dân trên địa bàn. Tổng số đến hết ngày 13 tháng 1, toàn quận triển khai tiêm hơn 16.000 mũi vaccine bổ sung cho người dân. Hiện 14 trên 15 quận huyện trên địa bàn Hải Phòng đang điều trị 15.769 ca. Tại các cơ sở cách ly tập trung 366 người, tại các khách sạn 130 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 32.363 người. Tình hình xét nghiệm tổng lũy tích từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến 15 tháng 1 năm 2022 đã lấy 2.567.996 mẫu xét nghiệm. Tính trong thời gian từ 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022 đã lấy 2.119.969 mẫu xét nghiệm. Trong ngày báo cáo lấy 13.406 mẫu. Tổng tích lũy mũi tiêm hơn 3,5 triệu mũi, trong đó người lớn hơn 3,2 triệu mũi. Gồm có mũi 1 hơn 1,4 triệu mũi bằng 103,58%, bao gồm cả người ngoại tỉnh. Mũi 2 hơn 1,4 triệu mũi bằng 100,49%, mũi nhắc lại 101.377 mũi. Mũi bổ sung là hơn 198.000 mũi. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm hơn 347.000, trong đó mũi 1 là hơn 173.000 bằng 100%, mũi 2 là hơn 173.000 bằng 99,98%, mũi nhắc lại 120, mũi bổ sung là 2. Ngày 15 tháng 1, toàn thành phố đã tiêm 45.730 mũi, trong đó 100% là người lớn, gồm mũi 1 617, mũi 2 2.986, mũi nhắc lại 13.585, mũi bổ sung 28.542. Chuyển sang tin tức tiếp theo, cảnh báo, Hải Dương ghi nhận 309 ca nhiễm COVID-19, phát sinh ổ dịch trại giam Kim Chi. Thưa quý vị, tối ngày 15 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương cho biết, trong ngày 15 tháng 1, Hải Dương có thêm 309 ca mắc COVID-19. Đây là ngày thứ hai kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Hải Dương có số ca mắc trong ngày vượt 300 ca. Trong số 309 ca mắc mới có 171 F1, 23 trường hợp ho sốt cộng đồng, 25 trường hợp sàng lọc cộng đồng, 63 người sàng lọc tại trại giam Kim Chi, thành phố Hải Dương, 21 trường hợp về từ các tỉnh khác, 5 trường hợp nhập cảnh, 1 trường hợp sàng lọc bệnh viện. Đáng chú ý, Hải Dương ghi nhận một số ổ dịch mới, huyện Cẩm Giang phát sinh 2 ổ dịch mới tại công ty cổ phần giày Cẩm Bình với 8 ca mắc và công ty trách nhiệm hữu hạn giày Hải Nam với 4 ca mắc. Tại thành phố Hải Dương xuất hiện ổ dịch tại trại tạm giam Kim Chi với 63 ca mắc, công ty cổ phần nhựa bao bì An Vinh với 6 ca mắc. Một số ổ dịch cũ tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới. Trong ngày, Hải Dương ghi nhận thêm 2 ca tử vong là bệnh nhân 1.516.333, bệnh nhân L, sinh năm 1943, khu 3, thị trấn Gia Lộc. Bệnh nhân là trường hợp F1 xét nghiệm dương tính ngày 17 tháng 12, được đưa vào điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc. Ngày 18 tháng 12 năm 2021, chuyển bệnh viện bệnh nhiệt đới Hải Dương. Ngày 20 tháng 12 năm 2021, chuyển bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương. Đến ngày 5 tháng 1 năm 2022, bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân T, sinh năm 1943, có mã số 1.516.336, sinh năm 1943, địa chỉ khu 2, thị trấn Gia Lộc. Bệnh nhân về từ Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, xét nghiệm dương tính ngày 17 tháng 12, được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương. Ngày 21 tháng 12, chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Đến ngày 22 tháng 12, bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Trong ngày 15 tháng 1, có 138 bệnh nhân được ra viện, một bệnh nhân chuyển viện. Toàn tỉnh hiện còn 2.342 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 23 bệnh nhân nặng và nguy kịch.
Tính từ 12 tháng 10 năm 2021, thực hiện nghị quyết 128 NQCP đến nay, Hải Dương ghi nhận 5.608 ca mắc COVID-19, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Chuyển sang tin tiếp theo, chuyên gia nhận định yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải xét nghiệm COVID-19 là lãng phí, không đúng quy định. Đón người dân về quê ăn Tết thuận lợi, nhiều địa phương liên tục có những thay đổi về các biện pháp phòng dịch, trong đó có nhiều địa phương nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Cụ thể như Quảng Ngãi trước đó yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải xét nghiệm nhiều lần. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 1, Quảng Ngãi đã có văn bản thay đổi biện pháp chống dịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân về quê đón Tết. Theo đó, người dân về quê ăn Tết không còn phải xét nghiệm PCR hay test nhanh. Các địa phương khác như Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam không yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải xét nghiệm COVID-19 hoặc chỉ khuyến khích xét nghiệm. Ngoài ra, Hải Dương yêu cầu người về từ vùng đỏ chú ý cách ly tại nhà 7 ngày, còn người chưa tiêm đủ liều vaccine thì phải cách ly tại nhà 14 ngày, chưa tiêm vaccine phải cách ly tập trung 14 ngày. Như vậy, đa số hiện nay các tỉnh chỉ chú trọng vào đối tượng về từ vùng đỏ hoặc cả đỏ cả cam và người chưa tiêm vaccine COVID-19 tiêm chưa đủ liều. Các quy định này phù hợp với quy định của Nghị quyết 128 NQCP 2021, quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nhưng bên cạnh đó, nhiều tỉnh ra quy định nghiêm ngặt yêu cầu tất cả người dân về quê ăn Tết đều phải làm xét nghiệm. Cụ thể, chiều ngày 14 tháng 1, Ninh Bình có văn bản yêu cầu người dân về quê ăn Tết phải xét nghiệm âm tính thì mới được vào tỉnh. Yên Bái yêu cầu phải xét nghiệm COVID-19 2 lần vào các ngày thứ nhất và ngày thứ ba đối với toàn bộ người dân ngoại tỉnh về địa phương trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Bắc Giang yêu cầu người dân về quê ăn Tết từ tỉnh thành có ca nhiễm cộng đồng vào địa bàn phải có kết quả test nhanh âm tính trong 48 giờ hoặc giấy xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ. Mà trong tình hình COVID-19 xuất hiện tại cả 63 tỉnh thành như hiện nay, hầu hết người dân về từ tỉnh nào cũng phải xét nghiệm. Vĩnh Phúc yêu cầu người dân về quê ăn Tết đến công tác phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh. Hưng Yên cũng yêu cầu người từ vùng dịch về địa bàn phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ hoặc test nhanh ngay khi về đến địa phương. Ngoài ra, người từ vùng dịch về Hưng Yên phải tự cách ly tại nhà 14 ngày, tự test nhanh cho kết quả âm tính mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế có quy định về cách ly, xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch. Theo đó, chỉ có người về từ vùng dịch màu đỏ cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ ho sốt, khó thở hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ mới phải xét nghiệm COVID-19. Do đó, Phó Giáo sư Phu cho rằng, việc địa phương yêu cầu toàn bộ người vào địa bàn hoặc tất cả người về từ vùng vàng phải xét nghiệm COVID-19 2-3 lần là không cần thiết, gây tốn kém. Hơn nữa, khi người dân thấy mình xét nghiệm âm tính cho rằng không có bệnh, chủ quan phòng dịch thì càng có nguy cơ lây lan dịch. Về việc nhiều địa phương đang dựng những hàng rào vô hình gây khó cho người dân về quê ăn Tết bằng quy định cách ly, theo dõi nghiêm ngặt, ông Phu cho biết điều này là không nên. Tiếp theo là tin nguy hiểm thưa quý vị, Trung Quốc bùng phát làn sóng Omicron lây lan chưa rõ nguồn gốc. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC ngày 15 tháng 1 báo cáo 165 ca mắc COVID-19, giảm so với 201 ca một ngày trước đó. Trong số 165 ca mới, có 104 ca cộng đồng, giảm từ 143 ca ngày 13 tháng 1, được ghi nhận ở Hà Nam, Thiên Tân, Quảng Đông, Thiểm Tây và Chiết Giang. Trung Quốc cũng báo cáo 25 ca mắc COVID-19 không thể hiện triệu chứng trong ngày 14 tháng 1, giảm từ 42 ca một ngày trước đó. Các thành phố trên khắp Trung Quốc tăng cường cảnh giác về dịch COVID-19 trong bối cảnh Bắc Kinh sắp tổ chức Thế vận hội mùa đông từ ngày 4 tháng 2 tới đây. Nhiều chính quyền địa phương khuyến cáo cư dân không ra ngoại thành nếu không cần thiết, trong khi hàng chục chuyến bay quốc tế và trong nước bị đình chỉ. Mặc dù kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 15 tháng 1 đưa tin Bắc Kinh phát hiện một ca mắc COVID-19 tại quận Hải Điến. Không rõ người này mắc biến thể SARS-CoV-2 nào. Trung Quốc ghi nhận các ca mắc COVID-19 cộng đồng liên quan tới biến thể Omicron rất dễ lây lan tại ít nhất 4 tỉnh và thành phố, gồm Thiên Tân, Hà Nam, Quảng Đông và Liêu Ninh. Bắc Kinh cảnh báo Omicron lan tâm. Bắc Kinh cảnh báo Omicron làm tăng thêm rủi ro lây lan COVID-19 khi nhiều người từ nước ngoài trở về Trung Quốc nhân dịp Tết Nguyên đán. Quan chức NHC He Qinghua phát biểu tại một cuộc họp ngắn ngày 15 tháng 1 rằng biến thể Omicron được phát hiện ở thành phố Thượng Hải nhưng chưa rõ số ca mắc cũng như đó là ca cộng đồng hay nhập cảnh. Trong khi đó, thành phố Chu Hải ở miền Nam Trung Quốc đã đình chỉ các tuyến xe buýt công cộng ngày 15 tháng 1 sau khi phát hiện ít nhất 7 ca nhiễm biến thể Omicron. Thành phố này giáp với Macau. Các quan chức Chu Hải yêu cầu người dân tránh rời khỏi thành phố trừ khi cần thiết. Các địa phương tiến hành xét nghiệm hàng loạt cho 2,4 triệu người dân ngày 14 tháng 1 sau khi một ca COVID-19 được phát hiện ở thành phố Trung Sơn lân cận vào đầu tuần này.
Tính đến 14 tháng 1, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 104.745 ca mắc COVID-19, 4.636 ca tử vong, 96.658 trường hợp phục hồi. Tin tiếp theo, Nhật Bản vượt ngưỡng 25.000 ca mắc mới COVID-19 trong một ngày. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Nhật Bản khi mà số ca mắc mới trong ngày 15 tháng 1 vượt ngưỡng 25.000 ca kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2021. Như vậy là đến nay, nước này ghi nhận hơn 1,83 triệu ca mắc COVID-19 và 18.423 ca tử vong. Thời gian qua, số ca mắc mới COVID-19 tại nhiều khu vực ở Nhật Bản đã chạm mốc cao kỷ lục do sự lây lan của biến thể Omicron. Đáng chú ý, tại tỉnh Okinawa, nơi đặt phần lớn căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản, 70%, 1.829 ca mắc mới được ghi nhận trong ngày 15 tháng 1, mức cao nhất từ trước tới nay. Thống đốc tỉnh Okinawa, ông Danny Tamaki trước đó chỉ trích những hạn chế trong công tác kiểm soát dịch bệnh tại các căn cứ quân sự của Mỹ khi biến thể Omicron lan rộng ra các địa phương. Nhật Bản mới đây siết chặt các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 tại 3 tỉnh đặt các căn cứ quân sự của Mỹ. Kể từ tháng 11 năm 2021, Nhật Bản áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài. Song, binh sĩ Mỹ vẫn được phép ra vào nước này với điều kiện phải thực hiện xét nghiệm và cách ly.